Hồ Chí Minh muôn năm, mùa bài Hồ Chí Minh muôn Sămai nán nhe can chặt hàm Hồi ệ đó, kỹ sản thuật và máy móc in ấn còn sơ sài và thiếu thốn, thường phải sử dụng kỹ thuật in Ronio và viết thêm bằng tay. Những tài liệu được in ấn từ đây và chuyển bí mật về Việt Nam, một số lọt vào tay thực dân Pháp. Chỉ cần nhìn nét chữ và cách viết trên các tài liệu này, thực dân Pháp đã hiểu ra ngay Nguyễn Ái Quốc đang hoạt động ở Thái Lan. Chỉ có điều sử dụng tên là NAQ. Vì suy luận rằng NAQ chính là tên viết tắt của Nguyễn Ái Quốc. Phía dưới nhà sàn của ông Tiêu treo rất nhiều ảnh Bác Hồ. Có cả ảnh từ thời trẻ, ảnh chụp chung với cựu thủ tướng Prodi Panmunjom khi gặp Bác năm 1961. Ông Tiêu đã cẩn thận lưu giữ tất cả các kỷ vật này với ước muốn để những người Việt và khách tham quan tới đây đều cảm thấy như đang ở Việt Nam. Khi gặp Bác Hồ, ngài Prodi Panmunjom và Bác Hồ đã nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, vì cả hai đều đã từng ở Pháp cùng khoảng thời gian. Hai người đã bàn bạc về nhiều vấn đề, tinh thần yêu nước, lý tưởng dân tộc. Hai vị lãnh tụ ở cùng chung một thế hệ, Bác Hồ hơn cố thủ tướng Prodi Panmunjom 10 tuổi. Bác Hồ sinh năm 1890, còn cố thủ tướng Prodi Panmunjom sinh năm 1900. Nếu còn sống thì Bác Hồ đã 118 tuổi và cố thủ tướng Prodi cũng 108 tuổi rồi. Cả hai chưa từng gặp nhau ở Paris khi ở đó, nhưng có một điểm chung nữa là đều được UNESCO công nhận là một trong các nhân vật làm nên thế kỷ 20. Sách Hồ Chí Minh toàn tập do Học viện Chính trị Quốc gia Việt Nam xuất bản, trang 31 tập 3, có ghi lại Hồ Chí Minh đặt chân đến Thái Lan ngày 18 tháng 2 năm 1930. Hồ Chí Minh đã đặt tên bản Na Chọc là bản Mày. Mày trong tiếng Thái có nghĩa là mới, với ngụ ý rằng đây là bản do người Việt Nam mới đặt nên. Vì thế, trong tất cả những ghi chép về cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh được lưu giữ ở Việt Nam, bản Na Chọc đều được lấy tên là bản Mày, tỉnh Na Khon Pha Nôm. Khu vực nhà Bác ở bản Na Chọc nơi tôi đang đứng đây trước đây là khu vực rừng rậm rạp. Lúc ấy ông Tiêu, người đã được sống cùng Bác Hồ khoảng thời gian ấy, khoảng 8 tuổi. Từ bản Na Chọc này mới các bạn theo tôi đi thăm một nơi ở nữa của Bác Hồ ở bản Nòng Ôn, tỉnh Udon Thani, để tìm hiểu thêm những kỷ vật và dấu ấn Hồ Chí Minh đã để lại cho tới tận ngày hôm nay. ซึ่งทางเวียดนามเนี่ยเขาก็ส่งคนเข้ามาดูที่นี่แล้วก็เป็นที่รับรองกันไปทั่วโลกท่านผู้ชมครับจากที่บ้านนาจอกจังหวัดนครพนมเนี่ยผมจะนำท่านผู้ชมไปดูบ้านของท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์อีกจุดหนึ่งนะครับที่บ้านหนองโอนจังหวัดอุดรธานีลองไปดูกันครับว่าที่นั่นมีร่องรอยของโฮจิมินห์อาศัยอยู่ที่นั่นเป็นอย่างไรครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับTheo ghi chép trong sách Hồ Chí Minh toàn tập, khi tới Udon Thani, Hồ Chí Minh đã lấy tỉnh này làm trung tâm hoạt động cách mạng ở Thái Lan. Cũng chính tại đây, Hồ Chí Minh đã lập ra đội thanh niên cách mạng Đồng Chí Hội thứ hai, sau đội đầu tiên được lập ra ở tỉnh Phi Chít. บ้
Khuôn viên nhà nơi Hồ Chí Minh đã từng ở tại bản Nòng Ôn cũng đã được lưu giữ và bảo tồn làm nơi tưởng niệm Hồ Chí Minh. Trong khuôn viên có nhà ở, bếp, khu xay sát gạo, khu nuôi lợn gà và một nhà tưởng niệm nhỏ trưng bày một số tấm ảnh quý. Tại Udon Thani, Bác Hồ đã từng đến ở với hai gia đình. Gia đình bà Mẹt Đài và gia đình cụ Ngoét. Khu vực này có rất nhiều gia đình người Việt tản cư từ Việt Nam sang trong đợt 2, thời gian Thế chiến 1, cùng đợt với những gia đình tản cư tới các tỉnh Đông Bắc Thái Lan khác như Xã Hôn, Nakhon, Nakhon Phanom và Mukdahan. Cụ Ngoét là cha của ông Con Tăng Chay, hiện giờ vẫn còn sống. Các nhà tưởng niệm này chính là nhà của cụ Ngoét, là nơi ở và làm việc của Bác Hồ thời bấy giờ ở bản Nọng Ôn, làng Chiêm Tin, thị xã Udon Thani, tỉnh Udon Thani. Mời các bạn vào bên trong xem chi tiết. Nơi đây trưng bày nhiều bức ảnh chụp về Bác Hồ. Đây là ảnh lăng Bác Hồ tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Đây là ảnh nhà sàn Bác Hồ phía sau phủ chủ tịch. Đây là ảnh căn nhà lá quê ngoại Bác ở thôn Hoàng Trù, làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Còn bức ảnh này, phía dưới có ghi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng chúng ta. Thưa các bạn, Phủ Chủ tịch tại Hà Nội, nơi Bác Hồ đã từng đón tiếp ngày Prodi Panom Yong năm 1961. Khi dùng cơm với ngài Prodi, Bác Hồ đã nói đó là bữa cơm của những thành viên trong gia đình. Còn thế nữa, điều mà con trai ngài Prodi còn ấn tượng mãi tới bây giờ là việc Bác Hồ đã tự tay mình lấy một bông hoa hồng trên bàn và cài lên túi áo của phu nhân ngài Prodi, bà Bun Suk Panom Yong. Một số bài thơ được trích từ tập nhật ký trong tù của Bác cũng được trưng bày tại nhà tưởng niệm bản Nọng Ôn. Bài thơ thứ 37 có tên Tự khuyên mình. Ví không có cảnh đông tàn, thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân. Nghĩ mình trong bước gian truân, tái ương rèn luyện tinh thần thêm hăng. Bài thơ thứ 72 có tên Nghe tiếng giã gạo. Gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện ắt thành công. Cả hai bài thơ này đã được một người gốc Việt ở tỉnh Ubon Ratchathani tên là Lê Văn Song dịch sang tiếng Thái Lan trong khoảng thời gian năm 1932-1933. Tại bản Nọng Ôn, Bác Hồ đã rời đến ở trong thị xã Udon Thani gần khu vực chùa Phô Thị Sòm Phôn. Thời gian ấy, trong chùa có một vị sư trụ trì, hiện giờ đã qua đời. Bác Hồ đã tham gia các công việc sang sửa nhà chùa ở đây. Chính quyền Thái Lan lúc này vẫn tiếp tục tổ chức theo dõi từng bước chân của Bác. Cụ thể ra sao, mời các bạn tiếp tục theo dõi. Sở dĩ tại sao Bác Hồ phải liên tục di chuyển nơi ở như vậy có hai lý do. Một là tìm kiếm huy động xây dựng lực lượng đưa về Việt Nam. Hai là